cái này. Ủa đang tu. What? What the fuck? Cái này là gọi là gì ta? Chá hình nè, cái này gọi là gì? Vẽ sẵn một tấm hình rồi nhưng mà lại lấy một cái tấm hình mà hả không có màu đè lên. Holy shit! Cái gì mà đô dữ vậy má? Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết mục bạn đã thỏa mãn chưa? Phần tiếp theo. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn một cái platform, có nghĩa là một cái trình duyệt, không phải trình duyệt, một cái mạng xã hội mới. Đâu mới, không mới. Lâu rồi, đó chính là Instagram. Thì trên Instagram cũng có rất là nhiều cái video mà gọi là về thỏa mãn rất là hay. Không nói nhiều nữa và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem. Ok, và mình đã tìm được một cái gọi là một cái địa chỉ, đó là Optimizing gì đó. Thì đây là một cái kênh đi, tạm thời mình sẽ gọi là kênh. Nó tổng hợp rất là nhiều video thỏa mãn mà mình coi mà mình cũng lé con mắt ra luôn. Không nói nhiều và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái cục này. Cái bông này là bông gì? Foxing Lotus Flower. À, cái này là cái bông sen anh em à. Nhưng mà thường là thường theo mình thấy á, bông sen á là phải để cho nó nở rất là lâu, cho nên là người ta sẽ sử dụng tay tác động vô để chúng ta gọi là gì ta, xem được cái bông hoa nó nở sớm hơn. Ok, phải đánh vô nha anh em. Đập cho mấy cái bông của nó rã ra từ từ nó nở ra, nó nở rộ ra rồi. Cái cảm giác nó giống như là nhiều đẹp thế. Bắt đầu ra bông rồi đó các bạn. Ôi đẹp nè. Có nghĩa là mấy cái nhánh bông của nó lúc đầu nó chụm lại rất là cứng. Và chúng ta phải đập nhiều lần, đập rã ra từ từ để cho nó gọi là nó rã ra. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái video tiếp theo. Đây là cái video về... Ui, cái màu bút. Mình nghĩ là cái màu bút này là hằng nào mà viết chữ xấu á, mà cầm được mấy cái màu bút, cái bút này nó cái này nè, viết chữ cũng đẹp nữa. Tại nó đi rất là, nhìn nó rất là... Ôi trời ơi, các bạn thấy không? Cái cảm giác mà, ôi màu nó thấm lại từ từ luôn á. Đây, nó thấm lại từ từ luôn và nó có kim tuyến luôn sau khi thấm xong. Được. Ok, trời. Bây giờ chúng ta sẽ coi bong bóng nha. Cung tên và bong bóng nước. Ui. Đây. Ủa, cái bong bóng nãy màu khác mà. What the hell? What? Không lủng luôn. Má, bong bóng mày đánh keo đánh sắt hay sao vậy? Ui. Cái cảm giác, anh em biết cái cảm giác này là gì không? Anh em biết cái clip mà giáo sư chuối mà bị thằng Mát tán mà quay chậm lại không? Là nguyên cái phần mặt của ổng xéo ở bên đây luôn anh em. Gọi là nó như gì? Mình không biết diễn tả sao, nói chung là nguyên cái phần mặt mà khi mà quay chậm nó tán như vậy đó. Đây, cảm giác nó giống vậy nè. Ôi. Ủa không bể, mà cái này thì lại bể. Xuyên quá luôn. Ôi. Đúng là quay slow motion nó phê thiệt anh em à. Được ấy. Ok, chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ coi cái này là vẽ cái gì đây? Cái này là vẽ cái gì đây các bạn? Để mình xem. À, vẽ bông hoa. Ui, nhưng mà cái màu này nó lại ăn da ha. Màu này nó cái da này nó lại lên ha. Có nhiều màu hả, da nó không có lên. Ôi. Họa sĩ anh em ơi, vẽ đúng đẹp luôn. Thêm một nét. Ui. Được. Hình tiếp theo chúng ta sẽ đến với chú râu bù. Cái này. Ủa đang tu. What? What the fuck? Cái này là gọi là gì ta? Chá hình nè, cái này gọi là gì? Vẽ sẵn một tấm hình rồi nhưng mà lại lấy một cái tấm hình mà hả không có màu đè lên. Holy shit! Cái gì mà đô dữ vậy má? Ôi ôi sao vui rồi, nhìn kìa. Thằng nào nói nó cute nó đấm vô một cái gọi là lủng mồm luôn. Bibu y woman. Gấu bu là con gái.
cái gái gì đâu mà sáu múi mà không có vú luôn. Cái này là ngực to. Đờ. Trời đất ơi, má ám ảnh vãi, nhìn cơ rồi anh em yêu. Cơ cục cục nào các cục nấy nè, cơ tay nè. Đó. Cái này là cơ vai nè. Đó, trời ơi, vai nó lên tới đây luôn. Cái này ngực nè. Sáu múi nè anh em. Trời ơi, cái này tay sao nè. Ôi 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 ôi. Hình tiếp theo, cái này là cái gì đây? Ui. How to? Làm cách nào vậy? Đây 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 đây, đang hướng dẫn nè anh em. Trước tiên là chúng ta phải chia đôi bộ bài ra, sau đó đẩy hai đầu bộ bài vô, rồi bắt đầu kẹp lại chỗ này. Anh em nhớ kỹ từng chi tiết nha. Có bài đấy. Từ từ. Nếu mà không có bài, nhưng mà mình có kẹp visit, nó cũng giống như mấy lá bài á. Ui anh em, đã tới lúc chúng ta phải thử rồi. Ok. Đây, để tôi thử. Đây, như vậy xong. Rồi, sau đó chi vô, cha tôi không biết chi nữa. Coi nào là cú lựa mà anh em. The next day. Chết rồi, không có được. Đâu, để tôi coi lại. Lại mấy bạn ơi. À, nó chỉ kẹp tới chỗ kia thôi. Đây, chỉ đôi lá bài ra. Rồi, như vậy thôi. Sau đó úp như vậy hả? Chết rồi, bài này cứng quá, bẻ không được. Cái điên điên. Ôi thôi. Cái này là phải dành cho bài dẻo rồi. Mấy cái bài mà lá bài dẻo, mấy cái lá thẻ visit của mình nó cứng quá. Quay lại. Ui, lông bồ cụm đấy. Ờ, mấy cái này hình như mình coi chưa ta. Ủa, tại sao? How to? À, mình giải thích đây. Đổ nước, đổ cái gì đó không biết, miễn sao nó có khói, và chay một lớp xà bông lên, xà phòng lên. Đây. Holy shit, hay vãi. Ủa, chai táo hả? À, đâm vô là móc ra là lấy được thịt rồi phải không? Hay là chỉ là Ôi, làm như là cái vết găng cắn vậy. Không. Là sao? À, người ta làm những cái viền gỗ này là bằng như thế này hả? Ồ, ra là vậy. Ui. À, cái này thường xuyên thấy nè. Trời, cái nhiệt độ này nó nóng cực luôn ấy. Quá chuẩn luôn. Chắc cũng lên tới hả, 1000 độ á. Ờ, cái này coi rồi anh em. Cái này coi nhiều trên channel của mình lắm rồi. Cái này làm hay quá ha. Cái này nó làm để các bạn, những ai mà ví dụ mua thiết bị máy móc gì á, đặt cái thiết bị máy móc vô để nó không có bị đậu vào. Ủa, cái gì đây? Ôi ôi, cái con đập kìa. Wow. Nước gì mà kinh khủng. Luffy mặt buồn. Spider-Man ghê hả? Venom. Coi lại. Mặt buồn ra Luffy đỉnh vậy. À, lẹ quá, nhưng mà mình chắc với các bạn là mặt buồn. Sau ra Luffy người nhện, ra buồn người nhện bún tơ. Venom. Biga Pikachu. Ủa, cái bánh gì mà màu đen vậy? À, cái này hôm bữa có resin nè. Đá khô, đúng rồi, đá khô. Này là loại đá khô, ăn vô nó sẽ nói chuyện ra khói. What the hell? Bà này bị điên à? Bà bị điên à? Má cô bắt cười kìa trời. Ôi, nhưng mà nhìn mấy con mắt vậy, nhìn ghê ghê quá. Nè, chuẩn bị nè. Wow, trời ơi. Đây là, mình nghĩ là đây là ly trà sữa được đông cứng hả? Khi mà đập ra nó gớt ra rất là nhiều trân châu luôn nè. Bà bị gì vậy bà? Có được bình thường không? Cái này là làm gì? Cái này là làm nến hả? Ở lộn, quay diêm hả? Phải không?
nhìn không rõ, tại ở đây nó không có được HD anh em à. Ui. Nãy giờ được mở bự mà mình không chịu mở bự. Bà nội cha nó. Có được HD không? Rồi hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hình tiếp theo. Ồ, cái voi. Này được mở bự không? Không được mở bự. Ồ. Ra là vậy. Rồi tôi mà mình không hiểu tại sao mà người ta bóp cái này vô mà nó không có bị chèn ra hay thiệt, hay là người ta làm cái viền trước nên nó không có chèn ra ta. Thấy chưa? Người ta làm cái viền trước rồi bắt đầu tô xong là nó không có chèn ra nữa. Mình đã hiểu nguyên lý của nó rồi. Chứ mà các bạn mà tô không như vậy nó sẽ bị chèn ra. Còn này là vẽ cái viền bên trước, bên ngoài trước là nó ấy được à. Thấy chưa? Người ta luôn vẽ cái viền để cho nó không có bị chèn ra. Hay đấy. Ok. Chuẩn bị ra con này là con cá voi khổng lồ. Cá voi siêu to khổng lồ. Rồi, bây giờ vẽ mấy cái viền. Vẽ mấy cái viền cho nó. Vẽ con mắt kìa, con mắt đang mới ngủ nè. Được. Ủa cái gì đây? What the fuck? Má đá gớt vậy là bể đầu đó. Thằng nào mà đi ngang qua là... Ui, nó tạo ra cái gì vậy? Này là nhựa hả? Ủa mấy cục nhựa nhìn như mấy lớp mỡ vậy. Một cái bụng của tôi có nhiều lớp mỡ vậy giống như. Má. Cách dán. Cái này là cái cách dán màn hình mà gọi là thỏa mãn nhất từ trước tới giờ. Đó giờ tôi dán màn hình tôi sẽ có một cái lỗ bong bóng ở giữa nha. Còn này để cái lướt qua cái trời ơi, ăn hết luôn anh em. Xịn vậy. Ê, hóa dán màn hình đỉnh vậy. Cái này là cái cách dán màn hình đó các bạn. Đây. Ủa, cái này trái gì đây? Ủa, trái này là mình không biết luôn á, mình chưa ăn qua luôn. Ôi, bên trong màu đỏ, bên ngoài màu vàng. What? Này là gì vậy? Kem dừa hả? Ủa, nhìn cũng ngon miệng dữ à. Trắng bóc à. Mày ha múc cho bự vô. Nhìn mà xấu quá. Trứng gà. Đây là mấy trái trứng nhưng mà. Ủa, đổ cái gì vô vậy? Cái này là xi măng hả? Hay là cái gì? Tại sao đổ trứng gà vô mấy cái này? Thôi, để làm gì vậy ta? Ở bên nước ngoài làm nhiều cái mình không hiểu có gì các bạn. Nếu mà các bạn đã biết thì các bạn nhớ để lại bình luận bên dưới nha. Giải thích cho mình nha. Mình ôi nó ra cái bông hoa kìa. Ôi nó bào phê thế. Wow. Trời ơi cái máy cắt trái cây kìa. Easy luôn. Đặt vô easy luôn. Trời đất ơi. Ôi con nó sắc thanh long kìa. Nhìn nó đã vậy. Ôi. Ê cái này mà để miếng chả, miếng giò, miếng chả vô nó sắc là không có cần phải tốn thời gian nhiều luôn, đem ra là bán bánh mì liền anh em à. Ôi. À. Trời, nước gì mà cam lè vậy? What? Nó dán cả là bích luôn hả? Ghê vậy. Ôi cái miếng dán này chắc có bán trên thị trường nè. Ok. À, về đấy. Video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Và đoạn nào làm các bạn thỏa mãn thì nhớ để lại bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye.